Trong showbiz Việt có rất nhiều cuộc tình đẹp. Nhiều cặp đôi dù ít khi xuất hiện cùng nhau, cũng hiếm khi công khai tình tứ nhưng lại luôn được netizen ngưỡng mộ vì tình cảm ngọt ngào của mình. Tuy vậy, cũng có những cặp đôi thường xuyên xuất hiện với nhau tại các sự kiện lớn cho tới đời thường, dành trọn cho nhau những ánh mắt ngập tràn tình yêu, những hành động âu yếm ngọt ngào. Thế nhưng, cho dù họ có ngọt ngào đến mức nào, công chúng cũng chẳng hoàn toàn tin rằng những cặp đôi này đang yêu nhau. Vậy hãy cùng ống kính hậu trường điểm danh những cặp đôi tình bể bình được cư dân mạng nhiệt tình chèo thuyền và đợi ngày cập bến nha. Jelly phô mai, thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Đầu tiên chúng ta không thể không kể đến cặp đôi hot nhất giới giải trí Việt, chính là cặp đôi chị em Gin Tuấn Kiệt và Puka. Dạo gần đây, cả hai liên tục lộ hình khiến dân tình càng có căn cứ để tin rằng cả hai sẽ chính thức về chung một nhà. Fan của cả hai cũng đồng loạt xôn xao vì động thái của hai người khi đăng ảnh đôi trên mạng xã hội, đi du lịch chung với nhau, mặc đồ đôi, thậm chí một lần Puka cũng đưa Gin Tuấn Kiệt về quê mình chơi nữa. Tuy cả hai đều lên tiếng phủ nhận nhưng có phủ nhận thế nào cũng không qua mắt được netizen đâu. Từ trong những show giải trí thực tế đến những cảnh hậu trường, cặp đôi chị em này luôn thể hiện những cử chỉ quan tâm chăm sóc lẫn nhau như trong một chương trình vừa đi vừa hát. Gin Tuấn Kiệt đã thể hiện sự ga lăng của mình khi gọi điện bắt xe đưa Puka trở về nhà sau khi cùng nàng đi mua sắm. Hay trong một chương trình game show khác, Gin Tuấn Kiệt cẩn thận thắt nón bảo hiểm cho cô khi cô phải chịu hình phạt vì không đoán ra được giọng của chàng người yêu nhỏ tuổi của mình. Hai người thậm chí có cả nghi vấn chung nhà bắt đầu rầm rộ hơn khi Gin Tuấn Kiệt khoe ảnh nhưng vô tình để lộ nguyên chi tiết tấm thảm trắng và màu tường y chang căn phòng của Puka. Và thế là các fan càng thêm phấn khích, hối hả đầy thuyền mong cặp chị em này sớm công khai hẹn hò. Từ trước đến nay, Tề Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc có mối quan hệ bạn bè rất thân thiết. Cặp đôi thường xuất hiện trong các sự kiện, bữa tiệc với nhau và nổi tiếng bởi sự ăn ý khiến các nghệ sĩ khác cũng phải tố cáo. Thậm chí, vì quá đẹp đôi mà cả hai còn được fan đẩy thuyền đến với nhau. Cụ thể, nữ diễn viên từng đăng số tiền 10 triệu đồng do ST chuyển khoản lì xì cho cô nhân dịp đầu năm mới. Lan Ngọc chia sẻ, đào đào mới cười lên hên thiệt rồi nè cả nhà ơi. Xin có 100 mà Sơn Thạch cho 10 triệu. Kèm theo dòng chia sẻ của mình, Lan Ngọc còn đăng tải màn hình chuyển khoản tiền lì xì của anh cùng dòng nhắn gửi của nam ca sĩ dành cho Lan Ngọc. Quý lắm mới lì xì đó. Chẳng có bạn bè nào mà đi lì xì nhiều như vậy nhỉ. Cộng đồng mạng cũng tranh thủ khoảnh khắc này liền bão bình luận, ôi chị Lan Ngọc yêu luôn anh Thạch đi. Nhất chị Ngọc rồi, quá đỉnh luôn, người đặc biệt của ST có khác nha. Lan Ngọc và ca sĩ ST từ lâu đã là đôi bạn thân thiết. Thậm chí, ST từng gọi yêu Lan Ngọc là vợ và công khai tiết lộ chuyện cả hai có nhiều sở thích giống nhau. Hoặc là có một lần ST Sơn Thạch gây xôn xao dân mạng khi có động thái úp mở về mối quan hệ giữa anh và Ninh Dương Lan Ngọc. Cụ thể, nam ca sĩ vừa có buổi trò chuyện cùng Ely Trần trong một chương trình truyền hình. Bên cạnh những câu chuyện về sao nhập ngũ mà anh vừa tham gia, ST khiến người hâm mộ thích thú khi có những chia sẻ liên quan đến tình yêu của mình. Khi được Ely Trần hỏi về chuyện tình cảm, nam thần tượng đã trả lời rằng ST vẫn yêu một người tên N. Anh chàng còn tiết lộ thêm là người tên N đã hoạt động trong showbiz khá lâu. Khi nghe đến đây, chắc hẳn nhiều người không khỏi đoán ra đoán non và cho rằng đó là Ninh Dương Lan Ngọc. Từ trước đến nay, nhiều khán giả luôn nhiệt tình đẩy thuyền cặp đôi ST và Lan Ngọc. Dân tình luôn mong rằng cả hai sẽ sớm chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Nếu như Ninh Dương Lan Ngọc đang úp mở tình cảm của mình chưa tìm được bến đỗ thì bạn thân của cô, Lucy Nguyễn lại được cô xe duyên và cuối cùng cũng thoát kiếp FA. Cụ thể, Lucy được Ninh Dương Lan Ngọc mời dụ tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Và vừa đúng lúc có một chàng trai thầm thương trộm nhớ Lucy lấy hết dũng cảm để tỏ tình với cô. Sau khi thành đôi tại Tỏ Tình Hoàn Mỹ, Tuấn Dương và Lucy là cặp đôi được khán giả cực yêu mến. Dù nàng hơn chàng đến 9 tuổi, cả hai vẫn được khen là hết sức đẹp đôi. Kể từ khi công khai hẹn hò, Tuấn Dương và Lucy Nguyễn, bạn thân Lan Ngọc chẳng ngại khoe những khoảnh khắc tình tứ bên nhau, còn pha đủ trò lầy lội trên kênh TikTok cá nhân. Và gần đây cả hai đã có chuyến tận hưởng tuần trăng mật tại Thái Lan và Singapore khiến dân tình đỏ mắt ghen tị vì độ xứng đôi vừa lứa của cả hai. Hai người không ngừng pha trò, ôm ấp chăm sóc cho nhau và có những thước phim kỷ niệm đẹp trong cả chuyến đi. Mặc dù chàng trai Tuấn Dương chia sẻ rằng anh cảm thấy ở bên một người thành công khá là áp lực nhưng anh sẽ thay đổi và chứng minh cho Lucy thấy rằng anh sẽ luôn ở bên cô, bảo vệ và chăm sóc cô những lúc cô cần. Hai người từng chia sẻ về dự định kết hôn và sinh con, có thể 2 năm nữa, hoặc nếu đủ hiểu nhau rồi thì có thể là 1 năm không chừng. Chúc hai bạn sẽ luôn sống hạnh phúc bên nhau và đừng quên đem những niềm vui hạnh phúc đó chia sẻ cho chúng tôi nha. Và cuối cùng chúng ta sẽ để cô nàng hoa hậu xinh đẹp Hương Giang và anh chàng điển trai mát Lưu Sải Cầu Lương kết thúc bảng tin của ống kính hậu trường ngày hôm nay nha. Đây là một trong những cặp đôi phải nói là quyền lực nhất và ngọt ngào nhất giới giải trí. Lúc hai người mới chính thức hẹn hò, mát Lưu và Hương Giang là cặp đôi tình tứ nhất nhì V-Biz. Vậy sau 1 năm gây bão ở người ấy là ai? Mối quan hệ của cả hai đã phát triển đến mức nào? Trên trang cá nhân mới đây, mát Lưu, bạn trai Hương Giang đã chia sẻ công khai loạt hình ảnh ngọt ngào bên cạnh nhau của hai người.
Hương Giang và bạn trai CEO bắt đầu hẹn hò sau chương trình Thực Tế Người Ấy Là Ai. Dù trải qua nhiều năm bên nhau, nhưng mối tình của người đẹp chuyển giới luôn vướng nhiều lời đồn đoán. Trước tin đồn chia tay, họ chọn cách im lặng, không lên tiếng giải thích. Và trải qua nhiều sóng gió, đôi uyên ương vẫn nắm chặt tay nhau. Điều này khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ trước tình cảm bền chặt, bất biến với thời gian của họ. Thậm chí, cả hai còn nhiều lần gây chú ý khi dành cho nhau những hành động, cử chỉ ân cần trước công chúng. Mới đây, người hâm mộ cặp đôi tiếp tục phấn khích khi phát hiện anh chàng đã thể hiện tình cảm dành cho bạn gái trên trang cá nhân. Theo đó, trong một đoạn story trên Instagram, nam doanh nhân khoe khoảnh khắc Hương Giang cắt quất dòng trạng thái My Love để thể hiện tình cảm dành cho nửa kia của mình. Hành động đáng yêu này của nam doanh nhân nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Có thể thấy, chỉ qua hành động nhỏ, Matt Liu cũng đã đủ chứng minh độ mặn nồng trong mối quan hệ của mình và mỹ nhân chuyển giới trước khán giả. Trở thành chỗ dựa của Hương Giang, anh luôn dành thời gian để kề cạnh bạn gái trong từng sự kiện quan trọng dù bận rộn với công việc. Qua thời gian, công chúng đều phải công nhận bộ đôi ngày càng mặn nồng, bền chặt. Vì vậy, đa phần công chúng đều bày tỏ sự mong đợi đến ngày cả hai về chung nhà. Đừng quên nán lại để xem những thước phim cực tình của những cặp đôi này nha!